cái vị trí mà đặt cái cuốn thư này từ cái cuốn thư ra cổng ấy, thì nó cũng là một vấn đề. Ví dụ như ở một số nơi ấy, là người ta có chăn thả gia súc, thì cái bình phong này, cái này gọi là cái bình phong, thì mình phải lắp làm sao, thứ nhất là nó đảm bảo được cái ý nghĩa về phong thủy, nhưng nó lại còn có cái tác dụng là chắn trâu bò nó vào. Xin chào quý vị và các bạn. Đây là một cái công trình mà Đá Minh Nghệ anh Quân vừa mới thi công xong ở trên Hòa Bình. Đây là công trình của gia đình nhà anh Hòa. Với cái chiều ngang này là 8m và dài hơn 20m. Thì đây cũng là một trong những cái công trình lăng mộ đặc sắc ở trong cái khu vực này. Thì sáng ngày hôm nay thì mình có nhận được một cái cuộc điện thoại của một cái anh nữa cũng tên là anh Hòa, khảo sát cho nhà bác ấy một cái công trình lăng mộ mà bác ấy cũng bảo là khoảng tầm 300m. Hai ngôi này là cũng chưa có gì. Đây là bác ấy làm trước. Đây là anh Minh. Như ngôi này đang là rộng 8-9, dài 1m47 anh ạ. Với lại nhá anh nhá, ở trong công trình này có một cái hay như này. Cái lúc đầu tiên mà khi mà xây cái phần móng ấy, thì anh Hòa bảo là anh chỉ xây trước hai cái phần này với phần của bác Minh thôi, còn những cái phần này để lại. Nhưng mà đến lúc mà vào thi công công trình, anh mới thấy anh bảo là Quân này vất vả lắm em. Thế thì giờ chú thiết kế luôn cho anh xem là công trình này xây được bao nhiêu cái phần huyệt ở bên dưới ấy, là anh xây hết. Thế đây, ở trong công trình này là đã xây được bao nhiêu ngôi là em đã cho anh là xây hết. Thì những cái vị trí mà lát bằng cái gạch khác màu này này là ở bên dưới này đã xây cốt hết rồi. Và sau này khi mà câu chuyện diễn ra thì chỉ cần cậy cái này lên một cái, nhấc cái đất ra là xong. Thế thì để giải quyết cái vấn đề này thì nó có mấy cách. Một là những cái phần hố huyệt này mình có thể xây xong, mình lát gạch đi thì cái chỗ này mình đổ đất, mình trồng cỏ, trồng hoa thì là nó là cái ô cảnh quan. Nhưng mà như ở trong công trình này thì bác Hòa bác bảo là nhà anh thì cũng không thường xuyên ở đây được, không có người dọn, thì anh cứ cho lát hết đi. Và định vị như thế này thì đến thế hệ sau bọn trẻ con nó nhìn là nó biết thì nó nhàn. Chứ còn cái huyệt này là lỗ thế trước bao nhiêu? Như cái huyệt này đang là rộng 68, dài 1m17. Tại vì cái ngôi mộ này nhá là rộng 89, dài 1m47, nhưng mà nó là một viên đá liền ở phía bên dưới. Thế nên là cái hố huyệt này ấy, là giống như cái câu chuyện bên nhà anh ấy, là sau này khi mà mình muốn là ở bên dưới nó to một chút ấy thì mình cứ xây rộng ra. Thì cái này nó là đá liền rồi thì nó chỉ cần ngồi lên mỗi cạnh mấy cm là được. Đơn giản như thế. À, làm xong thì bác bảo là Quân ơi có lộc cho chú luôn gì đấy, có mấy ông bạn anh ra thăm là chốt rồi đấy, thì sang năm là lên triển khai. Phấn khởi. Cái vị trí mà đặt cái cuốn thư này từ cái cuốn thư ra cổng ấy, thì nó cũng là một vấn đề. Ví dụ như ở một số nơi ấy, là người ta có chăn thả gia súc, thì cái bình phong này, cái này gọi là cái bình phong, thì mình phải lắp làm sao, thứ nhất là nó đảm bảo được cái ý nghĩa về phong thủy, nhưng nó lại còn có cái tác dụng là chắn trâu bò nó vào. Thì ví dụ như này, có những cái nhà, ngay cả bản thân khu lăng nhà em thì em lại làm cổng được, có cánh. Thì cái bình phong này có thể là anh đặt cách ra, ví dụ như anh có thể đặt là 107cm, như ở trên đây là đang là 89cm. Tức là khi ví dụ nhá, anh có ra anh bê một cái mâm cỗ anh đi này, anh đi vào thì nó cũng thoải mái. Nhưng mà trong trường hợp là nhiều bác không muốn làm cánh cổng thì bác dùng chính cái bình phong này để chấn. Thì cái bình phong này mình phải đưa sát ra để làm sao khi mà con trâu hay con bò nó không thể đi vào được. Đây là mình đang nói theo cái điều thực tế nó diễn ra là như vậy. Nhưng mà để đẹp nhất ấy thì anh phải đưa cái bình phong nó lùi ra một tí để anh có cái khoảng gọi là anh nhìn, chứ anh vừa vào cái mà cái bình phong nó sát ở đây thì nó vâng nó bị bí. Rồi anh cảm ơn. Bắt tay cái... Anh nhá, em cảm ơn anh nhá. Thế anh hỏi cái là cái đá xanh bên này chất lượng nó kém hơn thì giá cả nó thế nào? Em không có cái đấy, em không làm. À không làm gì. Vâng. Nhưng mà rẻ hơn thì chưa chắc nó rẻ hơn đâu anh. Vấn đề là do cái người mà anh kết hợp với họ là như thế nào thôi. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về việc xây dựng các cái công trình lăng mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Và một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh của Đá Minh Nghệ Anh Quân. Xin chào.